Rồi, hello các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CUA Vlog61 nha. Con chào tất cả các cô chú luôn. Thì hôm nay con sẽ đem đến cho tất cả các cô chú xem một chiếc xe Air Blade Thái này, màu đen nhám nha, đen nhám tem đỏ. Thì đây là cô của con quay nên là quay bằng điện thoại á, chất lượng hình ảnh nó hơi kém một tí xíu, mong là cô chú anh chị mình có thông cảm giúp con. Đấy, khi nào mà con có thể đi làm lại được, di chuyển được thì con sẽ lên nhà cô chú con quay bằng máy ảnh, nó sẽ nét và đẹp hơn rất là nhiều ha. Đó, thì cô chú anh chị có thấy được phía sau cái biển số xe này nó ghi số dòng 120 triệu cho chiếc xe này nha. Con công khai giá là 120 triệu luôn. Nhưng nếu như mà cô chú anh chị nào lên mua xe nói là xem kênh YouTube của con sẽ bớt thẳng cho cô chú anh chị 10 triệu luôn. Đó, nói nhỏ thôi nha, nói nhỏ chứ cái này mình nói nhỏ với nhau thôi, đừng nói lớn người ta biết ha. Đó. Vậy là nếu mà cô chú anh chị nào mà lên đọc cái mật khẩu là xem kênh CUA Vlog61, con sẽ giảm chiếc xe này còn 110 triệu cho cô chú ha. Auto nó là 6.463 km. Đấy, con này thì đời của nó là đời 2011. Chất lượng hình ảnh thì nó hơi kém một tí xíu, mong là cô chú anh chị mình có thể xem từ từ cận cảnh. Và cuối clip thì con sẽ có vài tấm hình để cho cô chú anh chị mình có thể xem tham khảo, nó nét hơn, chi tiết hơn là cái video này ha. Tại vì quay bằng điện thoại á, chất lượng hình ảnh nó không có được đẹp như mà bằng máy ảnh mỗi lần con hay quay. Đấy, mâm miết ốc ác này nọ con sẽ không đánh giá quá nhiều, con sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem coi nó đẹp, nó nét như thế nào thôi. Còn việc đánh giá là đánh giá của cô chú anh chị mình. Đây, ốc ác này ha, con quay cận cảnh chi tiết cho mọi người cùng xem luôn. Nếu như mà anh chị em nào mà mình thích cái chiếc màu nào thì có thể bình luận phía bên dưới, con sẽ kêu cô con lấy chiếc đó ra mình quay chi tiết cho mọi người cùng xem. Lâu lâu thì con mới đăng 1-2 chiếc lên để coi giải trí thôi, chứ kênh của con thường là quay xe mới nhiều. Ngoài cái việc quay những chiếc xe này bán dùm cho chú con thôi, nên là con chủ yếu là con sẽ quay những chiếc xe mà xe mới, xe Honda này nọ ha. Đấy, phần chỗ lốc máy nè, đó cô chú anh chị mình có thể xem nha. Ốc thì toàn là đầu ốc số 10 thôi. Đấy. Hôm bữa cũng có một số bạn bình luận nói là xe này tua đồng hồ lại rồi, chứ xe mấy trăm cây, mấy ngàn cây thì cái lớp nó phải còn gai. Không lẽ giờ có tiền tua đồng hồ mà không có tiền để mình mua cái lớp mới mình thay vô nó chất chất lượng nha, đúng không? Xe có sao là để như vậy, xe này là xe chơi chứ không phải là xe kinh doanh. Không phải là mua đi rồi bán lại kiếm lời kiếm lãi gì hết, mà là xe chú con chơi sưu tầm chơi. Đấy, nên là nhiều người hỏi là con có thu mua lại không, con không thu mua lại nha. Cái này là con đang bán ra đó, bán ra là nghỉ lại chú mà nghỉ chơi luôn. Đấy nè, bao tay này nọ kiểu nè, rồi thắng cái tay thắng này nọ kiểu à, nhìn hơi mờ tí tại cô con quay thì cái cũng không có được chất lượng cho lắm ha, nên là mọi người thông cảm giúp. Đây, con ỏ đỏ nha, đèn đuốc này nọ, phần kính đèn nó còn rất là trong. Mua xe mà chiếc xe nó còn mới ken, sơn nước sơn mới ken, mà phần kính nó ngà, nó vàng, nó chày, tức là xe đó là đã có vấn đề rồi ha. Còn chiếc xe của con là cái phần đèn nó lúc nào cũng còn trong, đi kèm với vàng áo đó, đèn không trong thì vàng áo cũng không được đẹp. Đấy, đây những cái bao tay, những nút nát này con quay cận cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn đó. Còn rất là nét những cái đường ký hiệu của nó ha, yên này nọ cũng là in riêng của nó luôn. Đấy. Còn vấn đề mà nghe tiếng máy xe thì cô chú anh chị cũng biết rồi, khi mình tới đây mình trực tiếp mình xem xe rồi mình nghe tiếng máy luôn. Còn nếu như mà cô chú nào ở xa muốn nghe tiếng máy thì hôm nào đó nhắn tin lên Zalo cho con sẽ gửi tiếng máy xe riêng cho nghe sao ha. Tại vì xe hiện tại lúc này đang quay là chưa có lắp bình đó, ốp bô hơi chày xíu ha, nhưng mà cái vấn đề này nó không thành vấn đề đâu, tại vì mình dựng kế bên nhau này nọ, nhiều khi lúc thay đổi dựng ở sát tường này nọ kiểu nó cũng hơi chày tí thôi. Đấy, phuộc ốc ác này nọ, coi cận cảnh chi tiết luôn. Lớp bây giờ thì quay phần lớp này cũng khó thấy được ha, tại nó đen thui à. Đó, phuộc ti phuộc này nọ còn rất là sáng nha. Đấy, ốc. Con nhắc lại ha, cái cửa hàng lộn, cái nhà của chú con á, là ở ngay Thủ Dầu Một, Bình Dương. Nếu như mà cô chú anh chị nào mà muốn xem xe thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của con. Rồi khi mà tới ngay cái chỗ mà công viên Phú Cường hoặc là ngã 6 Thủ Dầu Một, đấy, đứng ngay chỗ nhà thờ á, thì lúc đó tới đó rồi gọi điện thoại cho con sẽ ra đón cô chú liền ha. Cái phần tay dắt thì nó hơi chày kiểu như xước lông mèo tí xíu nha, để cô chú anh chị có thể xem. Cô chú anh chị mình cứ lên trực tiếp cái Thủ Dầu Một Bình Dương, ngay ngã sát Thủ Dầu Một Bình Dương là con sẽ ra đón. Cô của con quay hơi lắc, hơi rung lắc tí xíu nha, cô chú anh chị xem thông cảm nha. Đấy, cái lớp của nó còn riêng luôn nha. Lớp nó là từng thứ bao nhiêu con quên mất rồi, nhưng mà nó cũng là lớp của 2011 luôn, lớp còn riêng của nó luôn, lớp theo xe luôn. Đấy, đây lớp theo xe nè, 6.000 cây ha. Rồi thì bây giờ con chốt lại ha, chiếc xe này thì con sẽ bán với mức giá là 110 triệu. Nếu như mà cô chú anh chị nào ở khu vực mà Bình Dương thì con sẽ bao sang tên cho cô chú anh chị mình luôn. Còn nếu như mà ở khu vực khác á, tỉnh thành khác thì con chỉ bao rút hồ sơ thôi. Còn cái việc đăng ký thì cô chú anh chị vui lòng tự đăng ký giúp con nha. Con sẽ rút hồ sơ, mình chỉ đem cái bộ hồ sơ đó ra công an, mình đăng ký, mình làm biển số mới y chang như mình mua một chiếc xe máy mới vậy thôi. Nó cũng rất là đơn giản, không có quá lâu ha. Còn những ai mà ở gần á, khoảng tầm là 100 tới 120, 150 km đó, thì con sẽ ship xe miễn phí cho cô chú nha. Còn nếu như mà ai mà ở xa thì cái tiền ship xe là cô chú mình phải chịu ha. Đấy, thì thí dụ như ở xa thì cái tiền ship bao nhiêu thì mình sẽ cùng tính toán bàn bạc lại với nhau, có thể là bên con sẽ chịu là một ít cho cô chú anh chị mình ha, chứ không để bắt cô chú anh chị chịu hết đâu, nên là đừng có lo, hỗ trợ hết mình luôn. Đây là biển số của nó ha, 59773. Chiếc này biển số 61B1 là ở Thủ Dầu Một Bình Dương luôn đó. Ai mà ở Thủ Dầu Một Bình Dương mình mua chiếc này là ok luôn, khỏi cần phải giữ số này đi luôn. Mình chỉ ra công chứng ủy quyền thôi, mình giữ số đi luôn. Rồi thì sau đây con mời cô chú anh chị mình cùng xem một số hình ảnh chi tiết hơn, rõ nét hơn. Bữa nãy quay video thì nó hơi mờ tí xíu, bây giờ mà coi hình ảnh thì nó sẽ rất là nét ha. Đấy, mình có thể xem chi tiết hình ảnh cho nó nét cực kỳ luôn. Cô chú anh chị nào mà muốn mua chiếc xe này, muốn sưu tầm, muốn chơi chiếc này thì có thể liên hệ trực tiếp với con nha. Cái chiếc màu xám, màu đen nhám này á, rất là đẹp nha, và rất nhiều người tìm luôn, cũng rất là hiếm luôn. Nó hiếm ngang ngửa với một cái chiếc cam đen luôn đó. Đó, cái màu này nó cực kỳ đẹp. Đen bóng thì nó nhiều, đen bóng mà đen đỏ màu bóng á thì nó nhiều, còn phần đen nhám mà màu đỏ này á, nó rất là ít. Đấy. Rồi thì con cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem kênh CUA Vlog61 nha. Nếu mà tất cả cô chú có thắc mắc vấn đề gì á, muốn biết địa chỉ chính xác, hay là muốn biết cái gì hình ảnh, hay là tiếng máy xe, hay là bất cứ cái gì á, thì liên hệ ngay với số điện thoại của con ở trên góc màn hình. Số điện thoại của con là 0909 960672. Con tên là Phương. Đấy, thì lúc đó cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cũng được. Rồi thì con cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã xem và theo dõi kênh CUA Vlog61 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú ở những clip tiếp theo. Chúc cô chú có một cái sức khỏe tốt trong cái mùa dịch Covid này ha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.